Nếu bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh chóng, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop kingrob.com. Thì hiện tại là shop đã có thêm một phần cày thuê mới, Gift Game Pass đây. Đó, các bạn nhấp vô và có thể đăng ký và có thể mua Gift Game Pass hoặc là dịch vụ cày thuê lắp rút nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ ủng hộ shop nha. Hello, xin chào tất cả bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Lyday và hôm nay mình sẽ tiếp tục với tựa game Ultimate Tower Defense này nhé bạn. Thì lần này mình sẽ review cho các bạn hai nhân vật cũng xịn sò khác, không kém gì hai nhân vật lần trước ha bạn. Đó chính là Hảo Quyền Ngay nè, 0.5% và Nagato 0.1% nhé bạn. Đó, trong cuốn sách này luôn nè. Đó, mấy cái màu tím là 0.5 nè, còn màu đỏ màu vàng này là 0.1, và mấy cái màu xanh này là 0.02 nhé bạn. Ui, mấy nhân vật này hiếm quá, khó lấy thật sự bạn ơi. 0.1 mới ra còn lấy được nha. Và mình sẽ chơi ăn bo nhé bạn. Đó, thì lần này mình sẽ chơi ăn bo tại vì mình quay hoài không ra bạn ơi. Kiểu vậy, khổ thật sự. Rồi bây giờ mình đi nha, để coi con hai nhân vật này mạnh như thế nào. Rồi đi mắp đầu luôn nha bạn, cho nó nhanh, cho nó dễ luôn. Dốc. Để coi Hỏa Quyền Ngay trong này nó khác gì trong All Star không nha bạn. Đó, kiểu vậy, với lại Nagato luôn, hai nhân vật luôn. Rồi, đi Incense luôn nha. Mới vô thì mình đặt được Nagato hoặc Hỏa Quyền Ngay luôn nè. Ô, Hỏa Quyền Ngay rộng hơn nữa bạn, chắc mình đặt Hỏa Quyền Ngay đi. Đặt ngay đây nè. Đó, đặt ngay đây đi. Rồi, Hỏa Quyền Ngay mới vô là 500 dam, tầm 15 và 3.45 giây nha bạn. Ui, ghê vậy, đánh lan luôn kìa. Quánh lan luôn nha, quánh lan nha. Ui, mạnh. Hỏa Quyền Ngay quánh đánh AOE luôn nha bạn. Trong này nó không có hiện là AOE vòng tròn hay AOE chữ V đâu nên các bạn nên cũng khó biết lắm. Chỉ có đánh, nói bạn không đánh thì nó trúng, là mấy con đi gần gần nha thì nó trúng. Mà mình đang không biết là Hỏa Quyền Ngay trong này nó có kiểu thiêu đốt không các bạn, kiểu vậy. Không biết Hỏa Quyền Ngay trong này có thiêu đốt hay không. Đó, đâu để coi có thiêu đốt không. Mấy con này máu giấy quá bạn ơi. Đó, máu nó ít quá nên không biết có thiêu đốt hay không. Hư, trời ơi, mấy con này Hỏa Quyền Ngay đánh chậm quá, nó qua được á. Để thôi mình đặt thêm một con ở đây đi. Đó, rồi ổn rồi đó. Như máu rồi. Ô, dưỡng có 300 mà, không có đủ, không có được. Chưa có biết có đốt hay không được. Mình phải đợi mấy con châu châu hơn đi. Này, mấy con này ngàn mấy bạn, mấy con này ngàn này, coi biết đốt hay không liền gì. Đâu đốt không? Đó, có luôn rồi hả bạn. Nè, Bunny nè. Có đốt cháy nha. Nè, mình chỉnh si trong này, rồi, 1, 2, 3. Chết, ủa mình chỉnh si trong mà, sao vẫn ném mấy con đó, à có mấy con đó châu à. Quên. Từ từ nha. Rồi, để mình nâng cấp lên nha bạn. Nâng lên 700 đi. Là hiện tại là đam đã là 800 đam rồi nha bạn. Lên được 800 đam rồi. Mà đốt lần có 5 máu vậy. Chấm hỏi đốt. Phải, cái hiệu ứng đốt cháy có 5 máu à. Nhưng mà lần này mình thấy Hảo Quyền Ngay chiêu nó đẹp hơn nè bạn. Đó, tại vì hồi đó giờ đó mình có chơi Ultimate hồi xưa nha, hồi trước đó đó là Ultimate kiểu làm cho có các bạn đó, nên chiêu thức nó hơi xấu á, cái kiểu bạn không có đẹp lắm. Còn bây giờ mình thấy chiêu thức cũng đẹp rồi nè. Đó, quăng cục lửa cũng khá là đẹp nha, nhưng mà đốt hơi cùi nha, đốt hơi cùi cùi á, thấy đốt lại hơi cùi cùi tí rồi đó. Không sao, vẫn được. Rồi tiếp theo chỉ có 1.500 thôi nha các bạn. 1.500 nâng lên được 1.400 nè, 1.400 tầm lên 17 luôn, và thời gian đánh xuống còn 2.95 thôi. Đó, không sao, vẫn được nha bạn, vẫn ổn. Đó, giờ đốt 19 nè, trời ơi, đốt yếu dã man. Đốt yếu thiệt sự. Rồi giờ mình nâng cấp lên nha bạn. Ồ, 2.200 lần ha. Ui, mắc đấy, 2.200 lần. Mình đào mình xong Hỏa Quyền Ngay là mình sẽ đặt Nagato ra sao nhé bạn. Giờ hay mình đặt kiếm tiền ta. Mình nghĩ là mình nên đặt kiếm tiền á. Đó, cho có nhiều tiền tí, ít tiền quá. Thôi con này mình chỉnh xì trong đi, đó. Cho Hỏa Quyền Ngay này đánh con đi qua thôi là xong. Đặt Hỏa Quyền Ngay đây luôn đi. Rồi. Dạ, yeah, ổn rồi đó. Ui, con này trâu nha. Quay, con này trâu nè. Trâu á. Thủ nổ không vậy? Không, mình đặt quýt ra đó. Đó, đặt quýt ra thủ mới nổi bạn ơi. Châu quá.
Đó, ổn rồi đó. Rồi xong. Trời ơi, là mình phải đặt thêm quýt ra nữa. Quýt mới vô đâm to lắm mày, nên thủ được. Còn Hải Nguyên ngay đam còn ít quá, đam còn kiểu giấy quá mày. À lộc, đam ít quá, lộc giấy. Đam ít quá không có được. Đó. Rồi đủ tiền rồi nè, nâng lên. À lên được 2.700 đam rồi nè. Vậy là ổn rồi đó, 2.700 đam là chắc một hit là đi rồi. Rồi. Giờ nâng tiền lên. Giờ tầm Hảo Yên ngay lên được 18 nha bạn. Trong này thì nâng cái tầm nó không có gọi là full map đâu các bạn ơi. Tầm nó kiểu ngắn ngắn à. Rồi thời gian xuống còn 2.65 rồi nè. Đó. Cũng được. Rồi cái lần cuối cùng là 3.001 lần. Cứ từ từ mình đặt mấy con nuôi tiền này đã. Con Aquaman để kiếm tiền. Trời ơi. Không biết Nagato như thế nào nha. Từ 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 để mình nâng hết kiếm tiền đã. Mình đặt kiếm tiền hết đã. Rồi đủ 5 con rồi nè. Rồi. Để mình kiếm tiền xong rồi mình sẽ nâng Nagato lên sau nha các bạn. Đó. Rồi. Giờ đợi đủ tiền thôi, đợi đủ tiền thôi. Cái gì vậy? Ui dồi ôi, cái mấy con quái này đi vô nó che cái chỗ mình luôn á chứ. Rồi sắp đủ rồi nè. Cái damage DPS của Hảo Quyền ngay cũng nhiều nha các bạn. Trời ơi, ai nhắc vậy? Đó, đâm DPS của Hảo Quyền ngay cũng nhiều nè. Rồi 3.001 là đủ rồi nè. Nâng lên. Vậy là Hảo Quyền ngay cuối cùng sẽ là tầm 19 nè. 5.001 đam nha các bạn, 5.001 đam và 245 giây. Rồi. Vậy là xong rồi nha các bạn, xong Hảo Quyền ngay. Bây giờ mình sẽ đặt Nagato ra mới được. Giờ tiền mình cũng gọi là nhiều lắm rồi. Nagato ra. Đó. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Từ. Nagato làm gì vậy? Trời ơi, đánh 10 giây lần các bạn ơi. What? Cái gì vậy? Cái gì bảy sắc cầu vồng vậy? Trời ơi, cái gì mà 2.500 đam. 12 tầm bò tính tới 10 giây lần các bạn ơi. Đó cái gì vậy? What? Cái gì vậy? Nagato thả bong bóng hả? Chứ mọi bữa vậy. Vãi cái Nagato thả bong bóng các bạn ơi. Nagato thả bong bóng. Vãi nồi thả bong bóng luôn Nagato à. Ồ con này trâu quá vậy. Từ từ nâng quýt lên nha các bạn. Thôi từ mình để quýt thủ cuối đi. Đó, ai qua là quýt tiêu diệt hết chứ. Có mấy con trâu quá. Rồi xong rồi đó. Đó. Đây hỏi mình ngay mát rồi nha bạn. Rồi bây giờ mình qua Nagato. Từ từ để mình zoom xa lên coi. Nagato làm gì vậy? À đặt được có một con Nagato à. Hảo Nguyên ngay đặt được tới 3 con. Đâu Nagato làm gì vậy? Và cái gì vậy? Mình nhớ cái đó là nguyên một khối mà gọi là đất đá mà đúng không? Một khối đất đá mà gom lại xong rồi thả xuống mà sao trong này Nagato. Cái gì mà thả ra mấy cục gì viên màu màu mè dữ vậy? Vãi game thiệt đỉnh vậy. Đó mày nhìn nè. Đó gom. Á. Nó gom mấy cái này mấy giống như mấy cái đồ chơi bong bóng gì đó, bảy màu các kiểu. Vãi thiệt sự rồi, 1.400 nè nâng lên. Lên 4.000 đam rồi nè. Trời ơi rớt kìa 4.000 đam. Tầm 14 rồi xuống còn 9 giây nè. Giảm giây thì cũng được không sao. Giảm giây thì cũng ổn. Đó tiếp tục 3.000 nâng lên. 8.000 đam rồi nè. Tầm 16 và xuống 8 giây. 8.000 đam nha mày, nhìn thả rớt nè. Đùng rớt toàn hết luôn. Ủa sao kỳ vậy, 8.000 đam mà sao mình thấy có 6.000 vậy? Từ từ. Cái gì vậy? Từ từ nha, mình chưa kịp thấy nữa. Họ hỏi mình ngay tiêu diệt luôn rồi. Ừ ơi, từ lại nha, đây. 8.200 đam nha. 8.200 đam. Đó mày, sao có cái 3.600 có cái gì vậy? Cái sao rớt cái gì nửa chừng vậy? À quên máu mấy con này có nhiêu đây hả bạn ơi? Tại máu con này có nhiêu đây à nên rồi hiểu rồi. Rồi tiếp tục nha, mình nâng lên 4.000 nha. 17.000 đam rồi nè. Phải chưa? Trời ơi, thả cái gì rớt xuống bựa thật sự. Tiếp tục 5.000. Ôi đam 34.000, trời ơi. 34.000. Chỗ đánh cái dòng rất là to nha bạn, tại vì cái nổ á, cái mà rớt xuống á nó rất là bự luôn mày không? Đó, cái rớt xuống rất là bự nha. Đây để mình để đây nè, mới thấy được mấy cái đồ chơi hay gì đó. Đó mày không?
quăng đồ chơi nha, cái này là đồ chơi chuẩn luôn á, đồ chơi bong bóng cái kiểu luôn chứ không phải là mấy cục đá mấy cục đất nữa. Vãi game thiệt bựa. Đây, đó phải không? Quăng mấy cái đồ chơi ra nha. Vãi thiệt sự. Rồi, 34.000 chín 35.000 đi, cho 35.000 để coi quýt coi. Coi. Đam to hơn quýt luôn nè mày. À nhưng mà quýt đánh nhanh hơn nha mày, quýt đánh có 2.3 giây thôi và tầm 23. Còn những vật này là đam 35.000 nhưng mà đánh 6 giây lận và tầm là 20 lận các bạn ơi. Đó. Thì thua thua 3 tầm với lại hơn kiểu gấp 2 gấp 3 các bạn ơi. Đó hơn kiểu gấp 2 gấp 3 thời gian đánh. Vậy là quýt vẫn ngon hơn nha bạn, tại vì nếu mà quýt cho 2 lần đi đánh 2 lần là bằng Nagato rồi. Hơn Nagato luôn có chứ, 2 lần là hơn Nagato rồi. Ồ, cũng được, cũng ngon nha bạn, cũng hay đó. Mà bự quá. Cái gì mình tưởng là tự nhiên người ta là gom gom nguyên một nguyên cục đất lên xong rồi thả rớt xuống đúng không? Đó. Đó, cái này gom nguyên một đống đồ chơi bong bóng gì nè. Vãi, thật sự bựa. Đó, giơ hai tay lên trời làm gì? Gom gom đồ. Đó phải không? Giơ hai tay lên trời. Kiểu đúng tấu hài luôn bạn, xài con mắt Rinnegan này kiểu tấu hài hay sao á? Thật sự. Đúng tấu hài luôn á. Đó, đi qua kìa. Ai da. Mấy con quái này đi nó cứ chặn 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 mình á, không không có coi được. Khó chịu. Đó nó cứ chặn 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 nè. Rồi mình đặt Nagato đâu đây đi. À quên, đặt được có một con nè. Mình đặt đây đi. Đây. Đó, nước mắt lên. Rồi. Ủa ra boss luôn à? À không 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 không. Còn hai quay nữa mới ra boss mà. Không sao không sao không sao, vẫn được vẫn được. Nói chung là mấy con nhân vật trong đây á thì chiêu thức nó cũng như vậy nha bạn. Khi mấy bạn kiểu nâng 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 lên á, nâng lên nhiều nó á thì chiêu thức nó vẫn vậy à, nó không khác gì đâu. Đó, nó chỉ khác là tăng đam, tăng tầm hoặc các kiểu thôi. Đó, cái chiêu mới vô nó đánh, các bạn nhìn cái cục nó văng kìa. Cái cục Lego hay cục đồ chơi gì đó. Đó nó văng. Hết. Rồi. Nó văng quá trời văng luôn. Phải thiệt sự. Rồi. Thì với lại mấy trong này quay cũng dễ hơn là bên Onta nha mày, tại Onta thì quay kiểu 60 lần lần đúng không? 60 lần mà kim cương khó kiếm hơn nữa, còn trong này là tiền nó dễ kiếm hơn. Đó, kiểu vậy. Đã hoàn thành. Rồi thôi chắc mình kết thúc clip tại đây nha bạn. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, một subscribe cho mình để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Còn giờ thì bye bye.